Quý khán giả TV Thật Sự Online đến với chương trình Giờ Ngồi Hồng Anh thứ 6 ngày 10 tháng Giêng năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình thật sự ngày hôm qua, chúng tôi có nói về cái vụ cồn gì đó, tức là đó là cồn dầu, tức là cái làng của các giáo dân người Công giáo đã bị chính quyền của ông Nguyễn Bá Thanh tịch thu đất đai vào năm 2010. Mặc dù bây giờ cái sự việc vẫn còn tồn tại và người dân vẫn còn khiếu nại, nhưng mà câu chuyện nó xảy ra vào cái thời ông Nguyễn Bá Thanh còn làm, vừa làm bí thư vừa làm chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Và người dân tới khiếu nại nhưng mà ông Nguyễn Bá Thanh đã không có giải quyết. Có nghĩa rằng ông ta là một trong những người chủ trương chiếm đất của người dân để xây dựng cái thành phố Đà Nẵng cho nó lớn, nhưng mà trong đó các quan chức đã hối lộ tham nhũng, và trường hợp điển hình là vụ án Vũ Nhôm đang diễn ra trong những ngày vừa qua. Và chúng tôi cũng xin đưa một cái tin rất là mới cũng liên quan đến cướp đất của người dân, tịch thu đất của người dân. Như quý vị đã biết, cái vụ Đồng Tâm ở gần thành phố Hà Nội, nó xảy ra đã lâu rồi và vẫn chưa có giải quyết. Và vào ngày 31 tháng 12 vừa rồi thì quân đội, Bộ Quốc phòng cũng như là những cái cơ quan liên hệ đã xây dựng những cái bức tường để làm cái hàng rào để bảo vệ cái gọi là sân bay Miếu Môn ở Hà Nội. Và vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng Giêng, thì xảy ra một cuộc ẩu đá giữa công an bảo vệ cái hàng rào đó và người dân Đồng Tâm. Người dân Đồng Tâm, như cái danh từ mà người dân ở trong nước vẫn nói, vì quá bức xúc để chống lại công an, và có một cái sự đụng độ khiến ba công an đã chết. Thưa quý vị, ba công an đã chết. Phía bên người dân có một người chết và một người bị thương. Thưa quý vị, đây là một cái vụ rất là trầm trọng, cũng liên quan đến cướp đất của người dân. Sắp đến những cái ngày mà Tết ta rồi, nhưng mà vẫn xảy ra những cái câu chuyện đáng thương như vậy, giống như là cái vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn. Và thưa quý vị, nói đến Tết thì chúng ta chỉ còn đâu khoảng là 2 tuần nữa thôi. 2 tuần nữa là Tết truyền thống, Tết Nguyên Đán. Thì như là trong cái chương trình thứ hai đầu tuần này, thì Vũ Hà có đọc cái bài viết nói về cái chặng đường đi của quà biếu ở trên báo Tuổi Trẻ vào ngày phát hành vào ngày mùng 2 tháng Giêng. Thì cái tiết nó chạy như thế này, đây là của báo Tuổi Trẻ, chứ không phải là chúng tôi nói. Thì từ Tết Nguyên Đán đầu tiên của nhiệm kỳ này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tất cả các hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì, yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Và cái báo này cũng nói nữa là để Thủ tướng còn phải yêu cầu nhắc nhở, có nghĩa là tình trạng quà biếu vẫn còn tồn tại, vẫn còn hình ảnh xe cộ ùn rồi lại có các ngành, các cấp, các địa phương xe cộ tấp nập đến gặp các vị lãnh đạo để có quà cáp. Và thưa quý vị, cũng theo cái tờ báo này, họ nói rằng là nhớ vào phiên họp chính phủ thường kỳ ngoài Tết Nguyên Đán đầu nhiệm kỳ, tức là cách đây khoảng 4 năm khi ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, thì phát ngôn viên của chính phủ là ông Bộ trưởng Mai Tiến Dũng có nhận định rằng tình trạng biếu xén qua Tết đã giảm khoảng 70% so với các năm trước. Đó là lời của ông Mai Tiến Dũng nói cách đây 4 năm. Và khi hỏi báo chí hỏi ông căn cứ vào đâu để ông đưa ra cái nhận định là cái vấn đề quà cáp vào ngày Tết đã giảm 70%, thì ông nói rằng là căn cứ thăm dò dư luận nhân dân. Tôi không biết là thăm dò dư luận nhân như thế nào. Rồi ông nói thế này nữa, rồi theo dõi diễn biến tình giao thông
báo cáo của các cấp các ngành thì chúng tôi biết rằng đã giảm 70%, tức là ông nói rằng thấy xe cộ không ùn ùn đến qua cấp cho các lãnh đạo, các thủ trưởng, thì như vậy là nó đã giảm bớt đi cái tình trạng biếu xén. Và trong cái bài điệp báo của Vũ Hà thì có những người họ nói thế này: đâu có cần phải là ùn xe tới, đâu có cần phải là tới tận nhà của các cấp lãnh đạo, tới các cơ quan để người ta thấy rằng là có cái tình trạng mà gọi là tham nhũng và biếu xén như vậy. Chỉ việc là gặp một nơi nào đó đưa, hay là bỏ tiền vào ở trong sổ băng, ở trong trương mục, rất là dễ. Thành thử ra, thưa quý vị, 4 năm vừa qua dưới cái sự lãnh đạo chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc thì tình trạng vẫn còn tham nhũng vẫn còn rất là nặng nề. Bởi vậy vào cách đây mấy ngày thì ông lại nói, nhắc đến cái việc là gần đến Tết rồi, chớ quà cáp, chớ ùn xe cộ đến nhà của cấp lãnh đạo. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà ở người cộng sản mà không có quà cáp, không có tham nhũng thì làm sao họ sống với cái đồng lương của họ, chẳng hạn như là ngay ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đồng lương của ông, theo chúng tôi biết cái đâu khoảng chừng là 10 đến 13 ngàn, có lẽ là Úc Kim, nhưng phải là Mỹ Kim nữa, đô la một năm, thì làm sao sống, tức là lương của họ không bằng một cái người thất nghiệp mà nhà nước ở Mỹ hay là ở Úc cung cấp cho họ. Vậy mà họ sống là rất là vương đế, họ có biệt thự, biệt phủ. Thì phải, thưa quý vị, thì phải nhận hối lộ. Và đề nghị nhận hối lộ nữa thì thưa quý vị cũng nói là sắp đến Tết rồi, còn hai tuần nữa thôi, thì bây giờ cả nước đó, họ cũng đang ồn ào đến cái vấn đề, tại vì ông Nguyễn Xuân Phúc nói là đừng có biếu xén. Nhưng mà ông nói đó là ông nói trong cái lĩnh vực của các cái cơ quan công quyền hay là những cái công ty thôi, họ làm ăn lớn, họ biếu xén lớn, chẳng hạn như là các ông bộ trưởng, chẳng hạn như là Nguyễn Bắc Son hay là ông Trương Đình Tuấn được biếu Tết mấy trăm ngàn Mỹ Kim, thì vẫn còn cái tình trạng là các thầy cô nhận quà cáp của phụ huynh. Thì thưa quý vị, là ở bên Việt Nam thì bây giờ các thầy giáo đó thì họ rất là tội nghiệp, họ lương họ rất thấp, họ lương của họ đâu khoảng là 3 triệu đồng tiền hồ một tháng thôi, thì tức là khoảng chừng 3 triệu thì khoảng là 130 Mỹ Kim một tháng. Ồ, ít quá. Vậy là một tuần là chỉ còn khoảng đâu là chưa tới 40 đô la nữa. Rất là ít. Thằng thử làm sao họ sống, thì họ phải sống đến Tết. Thì các trường, nhà trường thường thường là có quà, có tiền thưởng cho các giáo viên, nhưng mà đâu có phải là giáo viên nào cũng có tiền thưởng đâu, hoặc là có những cái trường giàu, trường nghèo, trường ở thành phố, trường ở thôn quê nó khác nhau. Rồi thành thử ra lại có thêm một cái gọi là, ngoài cái vấn đề mà trường có tiền thưởng thì các phụ huynh thường thường phải được khuyến cáo hãy mua quà để biếu thầy cô. Thì đó cũng là một cái tập tục rất là xấu, không tốt. Bởi vì thầy cô nhận quà của học trò, rồi thầy cô phải biếu cho hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng là phải biếu quà cho các giới chức trong ngành giáo dục, tức là nó cái vấn đề mà gọi là tham nhũng hối lộ bằng hình thức quà biếu, nó đi từ ở dưới nhỏ đến lớn, từ các học sinh đến thầy cô đến các ty, các bộ. Đó là chúng tôi nói ở trong ngành giáo dục. Thành thử ra ông Nguyễn Xuân Phúc cách đây mấy bữa ông nói là đề nghị là không có biếu xén, mà khi đề nghị như vậy có nghĩa là họ đã biếu xén, thưa quý vị. Cũng như là ban bí thư của đảng ra chỉ thị gọi là tuyệt đối năm 2020 này cấm mọi cái hình thức mà biếu xén dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng mà thưa quý vị, như là một số quý khán thính giả của TV Tuần Sáng Online có nói rằng là không sao hết, họ sẽ có những cách khác để biếu quà, và họ có những cái phương thức khác để nhận quà. Bởi vì nếu không nhận quà thì không phải là con người cộng sản. Con người cộng sản là con người tham nhũng, con người hối lộ tham nhũng. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói cũng liên quan đến cái tình hình. Cái này không phải là đưa tin, không phải là đọc tin, mà chúng tôi có những cái tin và chúng tôi bình luận. Thì như quý vị đã biết rằng là vào ngày mùng 4 vừa qua thì ông tài tử Nguyễn Chánh Tín qua đời, khoảng đâu 67-68 tuổi, tương đối là cũng còn trẻ.
Thì ông này ông nổi tiếng là trong cái vai Nguyễn Thành Luân, ông đại tá Nguyễn Thành Luân. Rồi là cái kịch bản thì do ông Trần Bạch Đằng viết, ông này là bí thư thành ủy Sài Gòn hồi xưa, là một tay cộng sản. Và ông viết cái câu chuyện gọi là Ván Bài Lật Ngựa. Thì câu chuyện là một câu chuyện tưởng tượng thôi, nhưng mà ông kết hợp, ông làm để cho người ta nghĩ rằng cái người nhân vật đó là ông đại tá Phạm Ngọc Thảo. Và đại tá Phạm Ngọc Thảo tức là một đại tá tình báo của Cộng sản và đồng thời cũng là đại tá của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau này thì ông được, khi mà ông bị giết chết đó khoảng giữa thập niên 1960, thì bây giờ người Cộng sản ví nhân ông là gọi là đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tức là một vị anh hùng. Thì cái chuyện mà cuộc đời của ông Phạm Ngọc Thảo thì có thể ông là vừa đại tá của Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng là làm việc cho CIA của Mỹ, thưa quý vị. CIA, ông là người của CIA và đồng thời ông cũng có liên hệ với là Cộng sản. Thành thử đó ông là một người là có thể là gọi nhiều mang lắm. Nhưng mà bây giờ thì họ coi như là Cộng sản, họ coi như là một cái dựng lên một cái thần tượng giống như là những nhân vật là Lê Văn Tám. Lê Văn Tám đâu có, nhưng mà cũng có là anh hùng Lê Văn Tám. Thì bây giờ cũng có anh hùng Phạm Ngọc Thảo. Và cái người đóng vai Nguyễn Thành Luân trong cái câu chuyện tự tưởng đó là Nguyễn Chánh Tín. Và Nguyễn Chánh Tín là đã nổi tiếng sau năm 75 nhờ cái đóng cái vai đại tá Nguyễn Thành Luân. Và thưa quý vị, khi nói về các nghệ sĩ thì tôi cũng không có ý kiến, tức là tôi không thích những cái người mà về hợp tác cho Cộng sản nhà, như cũng phim cái phim mà Ván Bài Lật Ngựa tôi cũng không buồn coi, bởi vì phim tuyên truyền tôi không thích coi. Và cái chuyện mà những cái nghệ sĩ họ đóng những cái vai anh hùng của Cộng sản mà họ là người miền Nam thì cũng là quyền của họ, đương nhiên là chúng tôi không thích họ vậy, nhưng mà đó là quyền của họ. Thì ông Nguyễn Chánh Tín là nổi tiếng, rồi sau này nhờ cái đóng cái vai đó rồi hành nghề đầu tư địa ốc vào năm khoảng đó 2010. Thời đó thì ta làm ăn nên làm ra lắm, nhưng mà Nguyễn Chánh Tín đầu tư vào là ôm cái đầu máu thất bại. Rồi sau qua đã làm đóng phim thì được, nhưng mà ông đã đi làm kinh doanh, làm công ty mà làm sản xuất phim thì cũng thất bại, và cuối cùng đã phải bán cái căn nhà 400.000 Mỹ Kim để đi ra ở trong một cái căn nhà chung cư, tức là rất là thê thảm. Và đã có thời gian phải có những cái nghệ sĩ khác thấy ông tội nghiệp quá phải đóng góp tiền để giúp đỡ ông. Và ngay cả gần đây năm ngoái thì cái bà Phi Thanh Vân là nữ nghệ sĩ ở bên Việt Nam đó, bà mà gọi là người chuyên môn sử dụng dao kéo để mà làm đẹp đó, gọi là tài tử dao kéo đó, thì bà cũng có nói rằng là cái bà vợ của ông Nguyễn Chánh Tín mà bị đau mắt mà không có tiền để chữa, thì bà cũng đã, cái cô nghệ sĩ này cũng đã giúp tiền để đi chữa mắt. Thành ra cái cuộc đời mà gần cuối đời của ông Nguyễn Chánh Tín rất rất là thê thảm. Tuy nhiên ông là nổi tiếng bởi vì vào ngày mùng 5, một ngày sau khi ông chết, thì ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm trong cái ngày lễ tang, thăm để gọi là viếng, đến viếng ông Nguyễn Chánh Tín. Thì thưa quý vị, ban đầu tôi nghe người ta nói như vậy tôi cũng tin, tại vì ở trên mạng thì có nhiều cái video họ ráp láp và họ không có người đọc tin, hoặc là họ không có hình ảnh, họ chỉ lấy mấy cái hình đó họ ráp vào, thành ra cũng tự rằng đó là người ta xạo những cái gọi là fake news để người ta kiếm view thôi. Nhưng mà sau này thì rõ ràng là có ông Nguyễn Tấn Dũng có đến thăm ông Nguyễn Chánh Tín ở nhà của ông. Cả hai vợ chồng cũng đến, và Nguyễn Tấn Dũng thì quý vị cũng thấy luôn luôn là có nụ cười. Trong 4 năm qua, mặc dù mất chức rồi và cứ dọa là sẽ đốt ông, Nguyễn Phú Trọng dọa sẽ đốt ông, nhưng mà ông luôn luôn cứ cười. Bất cứ dự đi đâu ông cũng cứ cười, và bởi vậy ngay ở trong cái đám tang của người ta, tôi thấy các nghệ sĩ ở bên Mỹ về hoặc là ở trong Việt Nam, mặc người nào cũng buồn rầu, nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng vẫn tươi cười, vẫn có cái nụ cười khinh khỉnh. Mà tôi nghĩ rằng đây là một cái dấu hiệu để ông cho chứng tỏ cho những cái phe đối lập của ông, phe Nguyễn Phú Trọng, ta đây. Người ta nói rằng vừa rồi đó, nó ở trong cái phiên tòa
Rồi mấy cái đứa mà nhận như là Nguyễn Bắc Son nói rằng là cái vấn đề mà gọi là mua bán cái công ty mà AVG là do chỉ thị do cái của Thủ tướng, tức là người có tội đó. Nhưng mà không, Nguyễn Tấn Dũng vẫn phơi phơi đi mọi nơi, đi tới nhà riêng của Nguyễn Nhân Tín, thành ra đâu có sợ ai đâu, đâu có ai dám bắt Nguyễn Tấn Dũng. Thành thử ra đây đó là Nguyễn Tấn Dũng mà đến nhà của ông để mà giữ cái tang của ông Nguyễn Nhân Tín, của Thái tử Nguyễn Nhân Tín, là một cái dấu hiệu. Theo tôi nghĩ rằng đó là nói cho phe của Nguyễn Phú Trọng rằng ta không có ớn, lò của mấy ông không đốt được ta đâu. Và cũng liên quan đến cái này thì cũng xin nói rằng tại sao mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại đến thăm ông Nguyễn Chấn Tín, bởi vì như cái bà vợ nói đó là bây giờ người ta mới biết chứ trước đó không ai biết hết, là ông Nguyễn Tấn Dũng á, ông ngoại của Nguyễn Tấn Dũng á là bác ruột của ông Nguyễn Chấn Tín. Như vậy là ông Nguyễn, như là bà vợ nói là ông Nguyễn Tấn Dũng á gọi ông Nguyễn Chấn Tín là cậu và xưng là cháu hay là con. Thì cũng có người hỏi tại sao mà có cái người bà con mà để làm thủ tướng mà giàu như vậy, mà sao Nguyễn Chấn Tín nghèo tơi tả như vậy, mà sao người cháu mình không giúp đỡ một chút gì hết. Thì cái đó là chuyện riêng của họ, chúng ta không có biết. Nhưng mà cái sự xuất hiện của ông Nguyễn Tấn Dũng ở trong cái ngày những ngày tang chế của ông nghệ sĩ Nguyễn Chấn Tín nói lên một cái, đưa ra một cái thông điệp là không sao hết, họ vẫn bình chân như vậy. Nguyễn Phú Trọng liệt nằm nhà đi không nổi, nhưng Nguyễn Tấn Dũng vẫn đi đây đi đó, vẫn có cái nụ cười khinh khỉnh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin nói đến cái đề tài khác. Thật sự mà chúng có một số lời bàn là về cái vụ mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh cho quân lực của Mỹ dùng phi cơ không người lái để giết chết ông tướng Qasem Soleimani, là ông chỉ huy lực lượng Quds của vệ binh cách mạng Iran. Ông này coi như là một cái cánh tay phải của ông người mà gọi là có quyền hành nhất nước, là giáo chủ Ayatollah Khamenei. Mà cái chết của ông đã làm cho ông giáo chủ này khóc 4 lần trước quan tài. Và cái vụ mà tấn công bằng phi cơ không người lái đã làm chết thêm một cái ông tướng khác nữa, là ông tướng Abu Mahdi al-Mohandes, thủ lãnh của các lực lượng dân quân Kateb Hezbollah ở Iraq. Thì thưa quý vị, vào ngày thứ ba, là sau khi mà đưa đám, trong thời gian đưa tang, làm đám tang của ông tướng Soleimani ở quê nhà của ông, thì đã có đâu 56 người. Con số bây giờ nó lớn hơn một chút nữa. Thì họ xác nhận có 56 người đã chết vì đạp nhau trong cái đám tang của ông tướng này. Tức là họ tốn số ông này coi như là một cái vị tử đạo, một vị thánh, một vị anh hùng. Và như họ phải ngưng lại cái lễ tang đó cho đến tối ngày họ mới chôn được ông. Và qua ngày sau là vào ngày thứ tư, ngày mùng 8 tháng Giêng, thì Iran đã trả đũa bằng cách bắn 15 trái hỏa tiễn hành trình đến hai căn cứ quân sự của Mỹ, một là ở căn cứ Al-Assad ở phía tây Baghdad và một cái căn cứ là Erbil ở miền bắc của nước Iran. Thì ngay sau đó thì Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như là chính Tổng thống Donald Trump đã cho biết rằng là chúng tôi đang kiểm tra, kiểm kê, xem xét cái để coi cái tai hại nó như thế nào về người cũng như là về tài sản. Thì ông nói thế này, thì đến bây giờ là all is well, tức là đến giờ này thì không có chuyện gì cả, không có ai chết. Và cũng nên biết rằng nước Mỹ là một nước mà có một cái quân lực đáng nể, hàng đầu của thế giới. Chúng tôi có cái sức mạnh mà thế giới phải nể. Và ông nói tuyên bố là qua ngày thứ năm ông sẽ tuyên bố, là qua ngày sau ông tuyên bố là
về cái vấn đề mà Iran đã sử dụng hỏa tiễn bắn từ Iran bắn qua ở bên nước Iraq vào hai căn cứ của Hoa Kỳ. Thì qua ngày thứ năm, thưa quý vị, ông đã nói rằng là Mỹ sẽ tiếp tục siết chặt cái vấn đề cấm vận thêm nữa, có nghĩa là không có chiến tranh. Người ta nghĩ rằng là một khi mà Iran trả đũa như là Iran đã tuyên bố trước thế giới rằng là sẽ trả đũa một cách là kinh hoàng, một cách là ghê gớm không thể tưởng tượng được, cũng như đứa con gái của ông tướng Soleimani, ông nói rằng là nước Mỹ sẽ chết bởi vì giết cha của tôi. Thì thưa quý vị, bắn 15 trái hỏa tiễn nhưng mà không có ai chết hết, nó nghĩa là sao? Có hai cách. Thứ nhất là Mỹ đã biết trước và Mỹ tránh, tức là cái tình báo cũng như là kỹ thuật mà nhận diện những cái hỏa tiễn, những cái phi đạn bay tới mình, họ biết trước và họ tránh. Thứ hai, rất rất có thể mà cái này đúng, là Iran chỉ muốn chứng tỏ rằng là giữ lời hứa tôi sẽ trả thù, thì bây giờ đây trả thù bằng 15 trái hỏa tiễn. Nhưng mà phải coi chừng, tại vì nếu mà làm chết lính Mỹ thì đương nhiên là Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Tại vì trước đây chỉ giết một cái người chết, người cuối cùng là cái ông contractor, tức là một người đấu thầu người Mỹ nhưng mà gốc Iraq. Mà sau đó ông Donald Trump đã trả đũa bằng cách là giết chết cái viên tướng cao cấp nhất, quan trọng nhất của Iraq. Thì lần này Iran tính toán rất kỹ, tức là mình trả đũa để chứng tỏ rằng là mình cũng không có ớn nước Mỹ, và cũng là để giữ thể diện nữa. Mình hứa mình sẽ trả thù thì mình phải trả thù chứ, nhưng mà trả thù có một cái sự cân nhắc rất là kỹ để không làm thiệt hại đến nhân mạng của Mỹ. Tại vì nếu một người Mỹ chết là chắc chắn là sẽ có chiến tranh bùng nổ, và chắc chắn là Iran là sẽ đánh theo, sẽ bị đánh cho tới tận, và có thể biết đâu là cái chế độ của Iran bây giờ sẽ bị sụp đổ. Thì thưa quý vị, là như quý vị đã biết rằng là như vậy, thì trong vụ này ai là người thắng thì có thể nói rằng là ai cũng thắng hết, tại vì không ai muốn có chiến tranh. Vậy bởi chiến tranh thì người bên nào cũng là bị thiệt hại hết. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trong đoạn kỳ qua cái trận này chứng tỏ rằng là ông Trump đã thắng. Đây là một cái dấu hiệu để ông cho các nước biết rằng là Mỹ dám làm giết cái người quan trọng nhất, bậc nhất của nước Iran. Đó là thứ nhất. Và cái việc làm của ông Trump giết, ám sát cái ông tướng của Iran thì cũng giống như cái năm 1986, quý vị còn nhớ không? Ông Tổng thống Ronald Reagan đã sử dụng không quân để tấn công cái nhà tăng, tức là cái lều của ông đại tá Gaddafi, nhưng mà ông không có chết. Thì sau cái vụ mà tấn công trực diện ám sát ông Gaddafi thì ông Gaddafi sau này không còn gọi là ngang tàn như hồi trước nữa. Thành thử ra chúng tôi nghĩ rằng cái việc làm của ông Donald Trump cũng gần giống như là ông Ronald Reagan năm 1986, dạy cho Iran một bài học để Iran đừng có quá. Nhưng mà thưa quý vị, cũng chúng ta phải chờ xem, tại vì cái gì cũng có thể xảy ra hết. Và chúng tôi cũng xin cho quý vị, đặc biệt là người ở Úc, biết rằng là hiện giờ ở bên Iraq, chúng ta, nước Úc có 300 quân nhân đang ở bên đó từ cái ngày mà lật đổ ông Saddam Hussein, để bảo vệ người dân Iraq cũng như là huấn luyện cho quân đội của Iraq. Và nước Mỹ có 5.000 người ở bên đó. Và thưa quý vị, bây giờ cuối chương trình chúng tôi xin dành mấy phút để nói về một cái nhân vật mà trong cộng đồng người Việt ở tiểu bang Victoria nói riêng và ở Úc nói chung hay biết đến ông, đó là cựu đại úy Bùi Quốc Sủng, một người bạn của tôi vừa qua đời.
và cái lễ tang được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng Giêng vừa qua. Và sau khi ông vừa chết, vừa qua đời, thì tôi có viết một cái bài ở trên báo TV Tuần San và cũng có đăng ở trên mạng online của TV Tuần San. Thì cái bài viết là nói rằng là có cái từ là để tưởng nhớ người bạn Bùi Quốc Dũng, đường về quê, đường quá xa xôi. Thưa quý vị, ông Bùi Quốc Dũng là một trong những người mà đến nước Úc này sớm vào năm 1981, vào tháng Giêng năm 1981. Cá nhân tôi thì đến nước Úc này vào tháng 6 năm 1981. Và chúng tôi quen nhau bởi vì chúng tôi chơi văn nghệ, chúng tôi làm báo. Và quan trọng nhất là chúng tôi sinh hoạt cộng đồng. Và những cái sinh hoạt mà có tính cách là làm thế nào để giúp nước Việt Nam mau có dân chủ. Thì ông qua đời vào tuổi 77 sau thời gian khoảng 4 năm bị đột quỵ, không nói được và không đi đứng được. Và trong cái hai cái ngày, ngày viếng và ngày đưa ông đến nghĩa trang, thì mỗi ngày trung bình có khoảng từ 250 đến 300 người đến dự. Và thưa quý vị, đó là một con số khá lớn. Và rất nhiều người là nằm ở trong các đoàn thể của dân sự cũng như là của giới cựu chiến binh. Bởi vì ông Bùi Quốc Dũng là một trong những người sáng lập ra Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang Victoria, và ông cũng là người chủ tịch đầu tiên của hội này. Thì Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang Victoria đã có nhiều cái đóng góp cho trong cộng đồng cũng như làm những cái công tác xã hội vào cái thời buổi mới đỉnh cửa đây, đặc biệt là trong cái dịp mà cháy rừng vào ngày thứ tư lễ tro Ash Wednesday vào năm 1983, thì họ đã đóng góp rất nhiều trong cái việc mà cứu trợ những người bị nạn cháy rừng vào năm 1983. Thì thưa quý vị, bởi vì cái ông chỉ là hoạt động trong một thời gian và sau này thì ông không có hoạt động nữa, nhưng mà cái sự đóng góp của ông thì được nhiều người nhìn nhận, và bởi vậy tất cả các hội đoàn, đoàn thể ở trong cộng đồng đã đến dự ở trong cái ngày đưa đám tang của ông. Riêng cá nhân tôi thì tôi là một người bạn quen ông, một người bạn làm báo Gấm Thiên vào đầu năm 1980. Và sau đó ông cũng có gọi là ủng hộ tinh thần chúng tôi trong cái vấn đề làm cái tờ báo TV Tuần San vào cuối năm 1985. Thì cho nên, và trong những cái dịp hàng năm chúng tôi thường có những cái buổi gọi là gặp mặt nhau, anh em gặp mặt nhau và tiệc tùng trong cái ngày lễ Giáng sinh. Thì ông là một người thích ngâm thơ, ông thích cái ngâm thơ bài Hồ Trường. Hồ Trường ta biết rót về đâu, rót về Đông Phương, nước biển Đông chạy sinh cuồng loạn, rót về Tây Phương, mưa Tây Phương từng trận chứa chan, rót về Bắc Phương, ngọn Bắc Phương vi vút, cát chạy đá gương, đá dương, rót về Nam Phương, trời Nam Phương mù mịt, có người quá chén, điên như điên như cuồng, nào ai tịnh, nào ai say, lòng ta biết, chỉ ta hay. Thưa quý vị, đó là cái nỗi niềm của những người mà phải rời nước ra đi. Và trong những cái bữa tiệc như vậy, ông thường hát cái bài hát mà tôi viết là cái bài Đường Về Quê. Cái bài này tôi viết vào năm 1982. Thời gian đó thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên rất là nhớ nhà, nhớ quê hương, vì mới qua rời khỏi Việt Nam được đâu khoảng là chừng 2 năm. Và tôi viết cái bài Đường Về Quê, đường quá xa xôi, không biết khi nào về nữa. Nhưng mà cũng vẫn mong về, bởi vì đó là năm 1982, thì thời đó cái Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó rất là đói. Tức là cái tình trạng kinh tế nó rất là tệ hại. Và sau đó với những cái phong trào mà chống đối ở bên Âu Châu, ở Liên Xô và vào cuối thập niên 1980, thì cả cái chế độ Đông Âu, sau đó là Liên Xô đã sụp đổ, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là Việt Nam cũng sẽ là như vậy thôi.
Tuy nhiên, thưa quý vị, tuy nhiên, Việt Nam đến bây giờ vẫn tồn tại. Tôi yêu quê hương, nhưng mà dưới chế độ Cộng sản, tôi không có trở về Việt Nam. Dứt khoát là như vậy. Chừng nào còn Cộng sản, chúng tôi không có về thăm quê hương. Và ông bạn của tôi cũng như vậy. Ông cũng nói rằng là còn Cộng sản, ông cũng không có về. Và ông đã qua đời vào ngày 28 tháng 12 vừa qua. Thì vì chúng tôi là bạn với nhau, và chúng tôi cũng có làm một bài hát, mà bài hát này tôi nghĩ rằng cũng có được nhiều người yêu thích. Thì tôi xin mời quý vị nghe cái bản nhạc này để nhớ đến người bạn tôi. Ông này không biết hát, nhưng mà vẫn khi uống rượu vào thì vẫn hát cái bài Đường Về Quê, Đường Quá Xa Xôi. Và trong cái bài Tiễn Đưa Ông, trong cái bài viết là Đường Về Quê, Đường Quá Xa Xôi, cái bài hát này như là một lời tiễn đưa một người bạn và rất nhiều người bạn, người Việt Nam khác định cư ở nước ngoài đã chưa không có dịp trở về thăm quê hương của mình. Thì mời quý vị nghe bản nhạc Đường Về Quê. Đường về xứ mẹ chiều nay thơm lúa, đường về xứ mình giờ bóng trăng xưa, đường về xứ mẹ tình quê lai láng, đường về xứ lạ dấu vết chân xa, đường về lối nào bàn tay đã náo trao nhau mối tình ngàn kiếp không phai, đường về xứ mình tình yêu lai láng, đường về xứ lạ dầm dìu phong ba, đường về quê đường quá xa xôi, tình quê hương ngày tháng chưa vơi, rồi tình dân tai nghe tiếng lạ âm ba vơ vơ ngày tháng bơ vơ, đường về quê tìm dấu chân xưa, tuổi mộng mơ giờ quá bơ phơ, rồi tình dân tóc mai hóa bạc nghe như làng loài chim đành lìa xa, đường về lối mình cỏ hoa bối rối, đường về xứ người chiều quá đơn côi, ngày dài tháng đời ngựa hồng dẫn lối, đường về xứ mẹ gửi đời chúng thân. Cái câu cuối cùng của anh không biết có phải là cái câu để mà chấm dứt cho cái bài này hay không. Đường về xứ mẹ gửi đời chung thân. Thì tôi nghĩ là lúc đó tâm trạng của anh thì hoàn toàn anh không nghĩ ngày nào anh có thể trở về Việt Nam để mà thăm quê hương. Trong cái bài hát này ấy, có cái câu á. Anh không anh? Rồi. Vâng, không. Tỉnh giấc tai nghe tiếng lạ. Vâng. Cái câu đó em nghĩ mà em không biết có phải đó là ngôn ngữ lạ hay không. Đúng hay rồi, đúng rồi. Tôi có cái ông bạn của tôi, ông Bùi Quốc Xuân, là khi nào mà ông uống rượu đến nhà tôi thì ông cứ nhớ đến cái câu đó. Tại vì câu đó tôi, thời đó tôi hay hát cái bài này. Và cái câu đó để nói lên rằng là tại vì xung quanh tôi nó xa lạ. Tỉnh giấc mình nghe những cái âm thanh, những cái tiếng nói mà mình không hiểu cái tiếng nói đó. Và cái câu trở lại, cái câu anh nói là gửi đời chung thân á, là ý tôi nói rằng là tôi muốn chết ở quê nhà của tôi. Gửi đời chung thân, đó là cái ý của tôi muốn nói. Thực sự cái chuyện mà sinh ra lớn lên và đi khắp bốn phương trời, nhưng mà đã là người Việt Nam thì ai cũng muốn rằng gửi cái nắm xương tàn ở tại quê hương. Nhưng mà cái ước vọng đó có làm được hay không thì quả thật là đối với hoàn cảnh của mỗi người có một khác. Vâng, có thể thay đổi. Nhưng mà có thể thay đổi và đó là một ước mơ. Thưa quý vị, bằng nhạc Đường Về Quê, Đường Quá Xa Xôi chấm dứt chương trình Giờ Nguyễn Hồng Anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong lần tới. Dòng máu chảy từ trong người, dòng máu chảy từ trong tim, lửa uốn hận đã tràn tuôn tới, căm hận muốn chờ. Dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong mẹ.
trong chỉ là từng giọt máu anh em.